mình nói là trẻ đủ tháng là được bao nhiêu.
chiều dài, chiều cao, chiều cao bé, chiều cao còn còn đầu cân nặng em bé, cân nặng cũng có thể có gợi ý cho mình biết là nó là một dạng trẻ như thế nào thôi. Đương nhiên là mình sẽ kết hợp tới những cái yếu tố khác, đặc biệt là bụng thai, mình không dựa vào cân nặng để một cái yếu tố cân nặng để mình nói là trẻ đủ tháng, không tháng, giờ tháng nha. Rồi vậy thì khi mà nó được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì những cái yếu tố như là cân nặng, chiều cao và vòng đầu thì nó sẽ tương xứng với nhau và tương xứng với cái tuổi thai luôn. Ví dụ như mình có một cái trường hợp là trẻ mới 30 tuần thôi, trẻ này được khoảng 1,5 kg nha, trẻ này khoảng 1,5 kg, cân nặng nó tương xứng với cái tuổi thai tại thời điểm đó là 30 tuần á, là 1,5 kg. Nhưng mà ví dụ như nó không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì lúc này nó mới có 1 kg thôi, tức là 1,000 gram thôi, thì cái chiều thì có thể là nó sẽ con không tương xứng với cái tuổi thai, hoặc là nó có 1 kg đúng luôn nhưng mà cân nặng nó không tương xứng với cái chiều cao, và không tương xứng với cái vòng đầu. Cho nên là những cái yếu tố này nó phải tương xứng với nhau và tương xứng với tuổi thai. Ngoài trừ tuổi thai nha, cân nặng, chiều cao và vòng đầu thì mình còn có những cái yếu tố khác như còn đường da, tơ, bàn tay, đặc biệt còn sinh dục ngoài như gì đó, thì những cái đặc điểm này sẽ giúp cho các bạn nhận biết là trẻ 8 tháng hay trẻ đủ tháng. Mình có thể sát trùng mắt, rồi mình có thể tiêm vitamin K1, tiêm vitamin K1
con xuất huyết não, rồi mình cho bé uống xong trong vòng 30 phút đến 1 giờ đầu sau sinh. Rồi những giờ sau sinh, những giờ sau sinh thì mình chăm sóc trẻ giống như là đối với một cái cơ thể của người bình thường, chỉ có khác nhau ở cái chỗ là về phản xạ với bé thôi. Vậy thì đối với một cơ thể người bình thường, các bạn đi bên nội khoa thì cả nội khoa hoặc bệnh viện nhi thì các bạn cũng đánh giá toàn diện cái bé và khám từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong. Vậy thì mình có thể suy giác với bé nè, suy hệ với bé nè, rồi khám đầu, khám mặt, khám cổ, khám tứ chi, khám ngực, khám bụng, rồi khám bộ phận sinh dục, và đặc biệt là những cái phản xạ và những cái dị tật của bé có hay không. Các bạn hãy biết tìm những cái dị tật ha. Bởi vì trong giai đoạn mang thai, người ta sẽ không tầm soát hết 100% tất cả những cái dị tật. Tất cả những cái giai đoạn mang thai đều là sàng lọc hết, cho nên là khi sinh xong vẫn còn có yếu tố nguy cơ của bệnh lý về dị tật bẩm sinh. Ví dụ như là sau sinh xong mấy anh chị sẽ dùng cái một cái tam phong á, sọc cho cái ống hormone hôn để kiểm tra có lộ hormone hôn hay không. Nó làm đường quy luôn ha, sọc cho ống hormone hôn đi coi có lộ hormone hôn. Nếu không có thì phải báo liền. Đó là mình phải khám đánh giá những cái dị tật. Mình tại vì cái dị tật đó là trong cái giai đoạn mang thai mình không làm cách nào cũng phát hiện được hết, kể cả siêu âm. Và nếu mà nó không có liên quan tới cái nhiều bệnh lý khác nữa thì mình không phát hiện được đâu. Nó còn phải bất thường bị khắc thể luôn rồi. À rồi mình khám phản xạ ha. Thì mình có bao nhiêu phản xạ nha? Năm phản xạ. Năm phản xạ gì? Phản xạ hormone không? Phản xạ nắm, phản xạ dụ chéo, phản xạ, phản xạ gì nữa? Phản xạ bốn điểm hả? Ủa bao nhiêu là cái tiền kê bao nhiêu phản xạ? Tại vì có một số nói là 6 phản xạ, có một số nói là 5 phản xạ thì tiền. Nhưng mà bên sản thì có thể là tất cả những cái phản xạ ở đây tiền kê hồi nãy giờ đều là những cái phản xạ để cho các em có thể ví dụ thì không biết là mình tăng nha, nó phải xả nha, không có 4 hoặc là 6 nha. Rồi các bất thường thường gặp ở trẻ sơ sinh. Vậy thì bất thường thường gặp trẻ sơ sinh mình có cái gì? Đầu tiên là nhiễm trùng sơ sinh, nhiễm trùng sơ sinh nha. Nguyên nhân của mình theo mình biết là liên cầu nhóm B, Emoli hoặc là Listeria. Ba con này là ba con đặc trưng nha. Mình có cái thằng liên cầu giống B là cái thằng mà mình có thể dự phòng được nè. Và mình có thể tầm soát và có thể dự phòng được. Cho là trong cái khoảng từ 35 tuần đến 37 tuần, người ta sẽ lấy cái tâm đo, người ta quét ở trong cái lỗ âm đạo hoặc là quét trong cái ống hormone môn á, để mình lấy cái tiêu xét nghiệm. Nếu mà có sự xuất hiện của cái túi giống B này nè, thì mình khi mà sản phụ đi vô giai đoạn chuyển dạ thì bắt đầu là mình sẽ tiếp kháng sinh để dự phòng trước đó. Tại vì cái con này nó là nhiễm trùng cho cả mẹ và sẽ nhiễm trùng cho bé luôn, mình sẽ tiếp kháng sinh dự phòng trước đó. Rồi trong đây thì mình dễ thôi ha, có thể mình đi qua đường máu, đường thứ hai và đường dụng cụ sản khoa trước đó. Rồi giống như là các bạn cũng học ở bên kia rồi, các bạn cũng biết là khi mà có vấn đề bất thường bệnh lý của trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh á, khi mà nó đã bị bệnh rồi nó sẽ rối loạn phòng không, đúng không? Nó ly bì, nó bỏ bú, nó bú kém rồi nè, rối loạn thân nhiệt, rối loạn chuyển hóa, rối loạn hô hấp, rồi nó rối loạn một cách trọn lọc hết. Vậy thì khi mà trẻ có bất thường như vậy, mình coi nó có vấn đề gì không? Mình nghi ngờ có nhiễm trùng, có bất thường về nhiệt độ, nghi ngờ nhiễm trùng là có bất thường về cái triệu chứng nào của bé, rồi ý tới mình đi xét nghiệm. Thì cho cái nhiễm trùng sơ sinh này mình có thể là mình đi xét nghiệm cái chỗ làm gì? Cái soi cơ, cái dịch tiết ói nha. Rồi mình nhận ra cái máu, cái dịch tiết của em bé nha. Mình làm xét nghiệm dịch đổi tỷ, xét nghiệm cống thoát máu của bé. Rồi mình điều trị đi nhiễm trùng thì điều trị gì? Thì nhiễm kháng sinh thì thuộc vào nhiễm trùng, nhưng mà đa phần mình sẽ điều trị kháng sinh phối hợp, nhưng mà có thể là nghiêng về
rồi mình sẽ điều trị hỗ trợ, tại vì nãy chị nói rồi đó, nó rối loạn cái là nó rối loạn toàn thân. Rồi bạn da thì sơ sinh thế nào sẽ gặp bạn da hả? Bạn da từ nhỏ đến lâu, bạn da có thể hai cái là bạn da sinh lý và bạn da bệnh lý đúng không? Bạn da sinh lý với bệnh lý làm sao phân biệt được? Chủ yếu là mình sẽ dựa vào và những xuất hiện của bạn da, ví dụ như bạn da xuất hiện trước 4 giờ là bạn sinh lý hay bệnh lý? Bệnh lý. Rồi tốc độ phát triển của bạn da đi. Bạn da mà ra bên 1, ra bên 2 thì có nghi ngờ là bệnh lý không? Ra bên mấy? Toàn thân luôn là ra bên mấy? Hãy
là chủ yếu nè. Tại vì khi mà em bé ra đời thì mình phải có vai trò là quan tâm bé. Cố gắng thì có nhiều cách nha. Một là mình lau khô, hai là mình quấn khăn, ba là mình cho da trị da. Nhưng mà da trị da là cái mà người ta được khuyến cáo và có nhiều lợi ích nhất. Rồi sau đó là mình theo dõi những cái phân diện của trẻ. Nó có những cái triệu chứng như nó động nhịp tim kèm theo ha, rồi độ máu hạ oxy giảm, thì lúc này là mình có thể đo độ máu hạ oxy của bé, hạ đường huyết kèm theo đó, thì mình xử trí bằng cách là cung cấp lại nhiệt lượng cho bé thôi. Có thể cho nằm gần mẹ để mình đo da trị da, cái nhiệt độ tại cái ngực của mẹ là cái nhiệt độ tốt nhất để cung cấp cho em bé. Mà có điện mình xử lý có lòng thấp ha. Tại nhà mình cũng có thể xử trí trong giai đoạn đầu cho nhà kỳ gian giúp cái đã, nhưng mà tình trạng em bé nó có vấn đề gì mình có thể đem vô viện. Bài này thì các bạn còn phải học thêm cái gì trong sách là có 6 bước chăm sóc cái kiến sơ sinh. Trong sách còn có cái về 6 bước chăm sóc cái kiến sơ sinh. Rồi, cách chăm sóc bé sơ sinh là trong những giờ đầu sinh.